Và các bạn, trở lại chương trình Houston Nhật Ký mỗi ngày của chúng ta ngày hôm nay. Cái đề tài đầu tiên Phong đưa ra đó là Cộng sản Việt Nam xét xử những nhà bất đồng chính kiến. Đó là hành động đang cản trở sự phát triển của dân tộc. Đó là cái title đầu tiên ở trên cái livestream của Phong ngày hôm nay. Đề tài thứ nhất. Sở dĩ Phong nói như vậy thì các bạn cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì tại Việt Nam. Ngày 5 Tây tháng 4, tức là ngày thứ 5 bên Việt Nam, tối thứ 4 bên Hoa Kỳ, thì Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đưa những nhà bất đồng chính kiến ra xét xử, mà điển hình là Hội Anh Em Dân Chủ, những người đang nằm trong nhà tù và đang chờ bị xét xử. Tuy nói là bị xét xử, nhưng thật ra sự xuất hiện trên tòa của họ chỉ là hình thức, bản án đã được định sẵn từ bên trong. Họ không hề được xét xử một cách công bằng. Các bạn đã nhìn thấy không phải riêng đối với Hội Anh Em Dân Chủ hiện nay, mà trong quá khứ, trong suốt thời gian qua, tất cả các bạn cũng đã nhìn thấy cái lối xét xử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ lúc mà mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bước chân vào nhà tù, và với cái án tù 10 năm dành cho một người mẹ của hai đứa con. Rồi tiếp đến Thúy Nga, cũng là một người mẹ độc thân, một người mẹ cũng có mấy đứa con, cũng bị kết án tù. Rồi sau đó các bạn thấy Hoàng Đức Bình, Vũ Quang Thuận, và bây giờ sắp sửa tới Hội Anh Em Dân Chủ. Liên tục Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết án những người muốn đóng góp cho cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, muốn đóng góp cho cái tiến trình đất nước Việt Nam được cái quyền tự do hơn, tự chủ độc lập hơn, không bị ảnh hưởng của thế lực bên ngoài. Cuối cùng, họ là những người bị những kẻ cai trị kết án. Tuy nhiên các bạn, nhìn ở góc cạnh mà tiêu cực thì chúng ta thấy là hơi chán nản đấy. Là bởi vì đã có rất nhiều anh em, và trong tương lai, trong vài tháng sắp tới, sẽ còn nhiều anh em dân chủ khác bị bắt, bị đánh đập, bị đàn áp và bị truy tố ra tòa. Đó là cái nhìn mà chúng ta thấy được đối với cái sự cai trị hiện nay của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, nếu đứng ở một góc nhìn khác, thì Đảng Cộng sản đang tự giết dần họ, và đồng thời cái hành động của họ đang cản trở sự phát triển của dân tộc. Tại sao tôi nói như vậy các bạn? Ở trên cộng đồng quốc tế, đặc biệt hai cái cơ chế mà Đảng Cộng sản thèm muốn nhất và lúc nào cũng thương thuyết, họ lách, họ né toàn bộ những cái gì mà người ta đề cập đến, nhưng họ không thoát được các bạn. Thứ nhất, đó là Liên hiệp Âu Châu, tức là Ủy hội Âu Châu. Và đặc biệt trong Liên hiệp Âu Châu gồm 28 quốc gia thành viên, và trong đó họ đều nhất trí mỗi một năm đều thông qua những cái bản lên án về cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và đặc biệt năm nay thì cái bản cáo trạng về tình trạng nhân quyền của Việt Nam sẽ nặng nề hơn. Và bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng là một quốc gia luôn tiên phong trong cái giá trị quyền làm người. Tức là các bạn đã biết, trên thế giới Hoa Kỳ xưa nay là quốc gia luôn đề cao giá trị quyền con người và những xã hội dân chủ. Do đó, những bản báo cáo của Bộ Ngoại giao, những bản báo cáo từ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ cho thấy cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam càng lúc càng đàn áp dữ dội hơn, và càng lúc càng xuống điểm so với cái nhìn của cộng đồng quốc tế và mặt bằng quốc tế. Bên cạnh đó thì các định chế tài chính khác, ví dụ như là IMF, World Bank hay thậm chí là ADB của Nhật Bản, họ cũng căn cứ trên tất cả những cái báo cáo nhân quyền của Việt Nam để đánh giá công việc của họ hàng năm đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là những cái bản báo cáo từ những tổ chức độc lập như là Human Rights Watch hay là Amnesty International, tức là tổ chức ân xá quốc tế, hay là tổ chức nhân quyền quốc tế, quan sát nhân quyền quốc tế. Những bản báo cáo của những tổ chức này sẽ là những cái bản báo cáo chính xác nhất về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và từ đó, những cơ quan, những định chế, những chính phủ sẽ căn cứ vào cái tình trạng nhân quyền đó, và họ sẽ đặt vấn đề với chính quyền Cộng sản Việt Nam, và họ sẽ giảm bớt hoặc tăng cái vấn đề nhập cản hay hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam, nhất là cả chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì càng lúc càng kết án nhiều người, càng kết án nhiều người, càng bắt bớ nhiều người, càng đánh đập nhiều người, thì cái việc mà xuất cản của Việt Nam sẽ càng bị giới hạn. Tức là cái quota, cái số lượng nhập cản hàng năm những quốc gia này họ sẽ siết lại.
họ không mở rộng ra để cho Việt Nam phát triển. Họ siết lại như một cái hình thức trừng phạt Việt Nam. Đã có cái chính phủ Cộng sản Việt Nam đã có cái thái độ thiếu tôn trọng nhân quyền, và cái điểm thang điểm nhân quyền của Việt Nam bị tụt dốc, thì có nghĩa là kinh tế cũng sẽ tụt dốc theo. Bởi vì các cái định chế này đều căn cứ trên các cái bản báo cáo nhân quyền. Theo nguyên tắc dù là vấn đề thương mại kinh tế, nhưng lúc nào cũng sẽ có những cái đính kèm, những cái quyền con người trong đó. Một lát tôi sẽ giải thích tại sao các cái định chế tài chính, các cái tổ chức như của cộng đồng quốc tế, thậm chí là các chính phủ, ví dụ như là Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy hội Âu Châu, vân vân, tại sao họ luôn đính kèm cái giá trị quyền con người ở trong tất cả các cái cuộc thương thuyết, dù là thương thuyết về kinh tế. Những điều này sẽ cản trở cái mức phát triển của dân tộc, vì khi mà mặt hàng của người dân sản xuất ra mà không xuất cản được nhiều, bị ứ động trong nước rồi phải bán giá rẻ, thì người nông dân, cái người công nhân hay cái người sản xuất đó, họ không có cái cơ hội để mà phát triển cái kinh tế riêng cá nhân của họ. Và đồng thời những cái mặt hàng chính mà được xem là giữ trong cái ngân sách của cái đảng cai trị các bạn, tức là đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì nó cũng sẽ bị giới hạn rất là nhiều, và thậm chí còn sẽ bị cấm ở một số khu vực nếu như cái tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam. Bây giờ tôi giải thích tại sao mà họ luôn đính kèm cái giá trị quyền con người ở trong tất cả những cuộc thương thuyết. Tại vì cái giá trị quyền con người đó, nó cũng sẽ là một cái thước đo công bằng về kinh tế cho tất cả các quốc gia. Ví dụ, tôi nói với các bạn nghe, một công nhân tại Hoa Kỳ, một ông chủ khi đi mướn một công nhân ở Hoa Kỳ, thì họ phải làm theo luật lệ. Mà luật lệ đó quy định đầy đủ quyền lợi của người công nhân. Quyền lợi đó bao gồm những cái quyền lợi về y tế, những cái mức lương, những cái ngày nghỉ, cái số giờ làm việc hàng tuần, và cái mức lương trả thêm cho những cái giờ làm thêm như thế nào, và những cái ngày bệnh trong tuần, trong năm như thế nào, rồi những cái ngày mà họ được nghỉ phép, được ăn lương như thế nào, những ngày lễ của lớn của chính phủ, của quốc gia thì họ được nghỉ như thế nào và được trả lương hay không, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó là quyền lợi của người công nhân. Và quyền lợi đó nó đồng nghĩa với giá trị quyền con người các bạn. Và nếu mà những quốc gia mà có cái sự tôn trọng như vậy đó, thì cái sự công bằng khi mà các cái hãng, các cái ông chủ, họ không có chạy đi những cái nơi khác, họ chỉ cân đo đong đếm ở trong cái mức đó để họ chọn cái quốc gia nào họ đầu tư vào để mà họ có thể có lời. Những quốc gia như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Nhật Bản, Nam Hàn hay là Đài Loan, thì họ luôn có những cái công đoàn độc lập để bảo vệ cho những cái quyền lợi này của người công nhân. Thì ở những người công nhân ở những cái quốc gia này, cái lương nó cao hơn. Còn ở những quốc gia độc tài, gia đình trị, độc đảng, chuyên chế, thì họ không có cái sự tôn trọng cái quyền tối thiểu của người công nhân. Do đó cái giá lương của người công nhân rẻ như bèo. Và vì vậy một số những cái công ty được xem là những cái công ty thiếu lương tâm, họ thích lợi nhuận nhiều, họ chạy qua họ đầu tư ở những quốc gia này, thì nó xảy ra cái tình trạng là bất công đối với những quốc gia mà có cái sự trân trọng cái quyền lợi của người công nhân. Do đó cái giá trị nhân quyền, cái giá trị quyền con người luôn được đính kèm ở trong tất cả các cái điều khoản thương thuyết của cộng đồng quốc tế, là nó nhằm ngoại trừ là thúc đẩy cái quyền con người để con người có đầy đủ những cái quyền của họ. Bên cạnh đó nó thúc đẩy cái sự công bằng cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau. Không thể nào mà một ông chủ ở Mỹ trả với cái mức lương công nhân như thế này rồi bao luôn tất cả những quyền lợi đó, cái chi phí đó quá nặng nề. Và trong khi ở một cái quốc gia khác, những cái quốc gia độc tài thì luật lệ lỏng lẻo, tham nhũng, rồi cộng thêm là người công nhân bị bóc lột, thì cái cán cân nó lệch như vậy thì cái sự cạnh tranh không công bằng. Như vậy thì mấy ông chủ sẽ mang chạy qua hết những quốc gia độc tài. Do đó cộng đồng quốc tế, những cái thương thuyết, những cái bàn thảo cho những cái hiệp ước về thương mại từ WTO, World Bank cho đến IMF, rồi những cái quốc gia lớn, những cái thị trường lớn như thị trường của Hoa Kỳ hơn 300 triệu dân, rồi thị trường của Âu Châu với cái Liên hiệp Âu Châu 28 thành viên, rồi thị trường Úc Châu, New Zealand vân vân,
Thì ở những cái thị trường này thì cái chính phủ của những cái thị trường này họ cũng muốn bảo đảm sự công bằng cho công dân của họ. Do đó họ muốn đẩy, họ bắt buộc phải đặt cái vấn đề giá trị quyền con người ở trong tất cả những cuộc thương thuyết, và không ai có thể chạy khỏi cả. Họ có thể mua thêm thời gian, tôi vì cái tình trạng này thế kia, cho tôi vài năm để tôi củng cố và tôi sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền. Thì cái điều này họ đồng ý, họ chấp thuận. Nhưng mà trong vài năm đó mà nhân quyền không được cải thiện mà đi thụt lùi, thì có nghĩa là tất cả cái mặt hàng xuất cảng của quốc gia đó sẽ bị giới hạn theo từng năm. Và nó không được xuất cảng một cách thoải mái vô những thị trường này. Thậm chí có nhiều quốc gia đánh thuế cao ở những thị trường này luôn. Lý do là vì họ bảo vệ cái mặt hàng nội địa của họ. Và cái giá trị quyền con người phải được tôn trọng một cách tuyệt đối. Do đó, với cái xu thế mà Cộng sản Việt Nam càng lúc càng gì giữ cái quyền lực, họ đàn áp và họ ra sức đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ở trong nước, cũng là cái hành động họ đang cản trở cái sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Tại vì xuất cảng hàng ra không được thì làm sao có thể gia tăng kinh tế, làm sao có thể thúc đẩy được cái giáo dục, làm sao cái đời sống người dân được nâng cao. Cuối cùng thì cái Việt Nam vẫn rơi vào tình trạng nghèo khó và đi ăn xin ở khắp nơi, đi xin tiền khắp nơi. Đó, các bạn đã nhìn thấy trong suốt thời gian qua, tôi không có nói sai. Cái này tôi nói cho các bạn nghe, chính vì vậy mà Cộng sản Việt Nam càng đàn áp, càng bắt bớ, càng kết án, thì họ sẽ càng gặp nhiều khó khăn ở trên chính trường quốc tế, đặc biệt là trên cơ chế Liên Hiệp Quốc. Rồi khi họ thương thuyết với Hoa Kỳ, họ thương thuyết với Liên Hiệp Âu Châu, thì họ sẽ luôn luôn gặp cái sự đặt vấn đề của những nơi này. Họ sẽ đem cái giá trị quyền con người lên, họ cho thấy là cái năm nay, căn cứ theo những cái bản báo cáo về nhân quyền, cái năm nay rõ ràng là cái nhân quyền của Việt Nam đã đi thụt lùi. Và cái năm sau cũng đi thụt lùi nữa, thì càng lúc càng thụt lùi, thì chắc chắn rằng họ sẽ càng bị giới hạn. Và cái sự giới hạn đó, nó có thể bảo vệ cái quyền cai trị của đảng cai trị, nhưng nó cản trở cái sự phát triển kinh tế của dân tộc. Ví dụ như một ông chủ một cái tàu cá đánh cá về, và sau khi làm tất cả những cái thủ tục an toàn để xuất cảng qua Hoa Kỳ, nhưng mà thay vì ông ta bán được 5-7 tấn vào Hoa Kỳ thì bây giờ nó chỉ xuống còn có 1-2 tấn, thậm chí là có những lúc không vào được thị trường Hoa Kỳ do cái phẩm chất, do cái vấn đề ô nhiễm môi sinh vân vân, là họ sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ luôn. Các bạn nhìn thấy đó là cái sự cản trở. Và cái ông chủ của cái chiếc tàu đánh cá đó sẽ không bán được hàng. Mà không bán được hàng thì lấy tiền đâu trả cho những thủy thủ trên tàu? Tiền đâu trả cho cái bãi đáp tàu? Tiền đâu trả cho những cái bill, những cái hóa đơn về? Tiền đâu trả? Thì đương nhiên là cuối cùng ông ta lâm vào nợ nần của ngân hàng vân vân, và cuối cùng đi tới cái gì các bạn? Phá sản, bỏ nghề, thậm chí bị bắt vào tù vì tội, cái tội là gì? Vì cái tội là làm thiệt hại kinh tế vân vân. Thì các bạn nhìn thấy, tuy rằng là cái chúng ta buồn khi nhìn thấy những anh em dân chủ, những anh em có cái tiếng nói tranh đấu cho cái dân chủ và cái quyền con người sẽ bị đưa ra kết án, nhưng nhìn ở góc cạnh khác thì những bản án mà họ kết án đối với những anh em này sẽ là những tảng đá đè nặng mỗi khi họ bước ra bên ngoài và thương thảo với thế giới bên ngoài. Bây giờ thì họ dựa vào cái nền kinh tế của Trung Quốc, họ cho rằng là đủ rồi. Họ không cần tới thị trường Hoa Kỳ, họ không cần tới thị trường Âu Châu nữa. Họ chỉ cần có Trung Quốc bảo kê cho họ là đủ rồi. Do đó họ không cần nữa, họ ra sức họ đàn áp tối đa để họ giữ cái quyền lực, quyền cai trị của họ. Thì các bạn, cái người khổ đương nhiên là những người dân Việt Nam. Những người dân Việt Nam là những người chịu thiệt thòi nhất, nhất là những người ngư dân, nhất là những người làm nông, tức là những người nông dân. Họ cực khổ cả một năm trời, cả những cái mùa gây gắt với cái khí hậu khá nghiệt ngã. Và khi mà gặt được cái mùa rồi, hay là trúng được một cái mẻ cá rồi, họ lại phải đương đầu với hàng trăm cái vấn đề nhức đầu khác. Và cuối cùng, tiền vào túi không được bao nhiêu, đôi lúc còn bị lỗ, mang nợ ngân hàng, cầm cố nhà cửa, cầm cố cả thuyền, cầm cố cả đất đai để mà trả nợ cho ngân hàng. Vì hàng bán không được, hàng trăm lý do để họ hàng bán không được. Và cuối cùng là gì?
cái bài toán bế tắc vẫn là bế tắc. Sự kết án đối với những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam, đó là một sự thiệt thòi lớn. Nó có lợi cho đảng cai trị cầm quyền là không ai dám đứng ra phản kháng vì sợ ở tù, vì sợ sẽ bị trù dập, vì sợ sẽ bị bắt bớ, bị đánh đập, vân vân. Thì họ giữ được cái quyền cai trị thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng tất cả những cái hệ quả của những cái cuộc bắt bớ này. Chính là các bạn. Chính là những người không quan tâm đến vấn đề chính trị. Ồ, ai muốn làm phản động thì cứ việc làm. Ai muốn chống đối chính quyền thì cứ việc chống đối. Tôi lo kiếm cơm đã. Nhưng chắc gì các bạn đã kiếm được cơm. Trừ khi các bạn có những mối làm ăn mánh mung bất chính, tạo quan hệ với quan chức đỏ để mà trục lợi trên những cái miếng đất, để mà trục lợi trên những cái mối làm ăn. Còn những người làm ăn chân chính như các bạn ở trong Việt Nam, các bạn chưa chắc là có thể sống được. Tại vì những cái gì các bạn sản xuất, những cái gì các bạn tham gia vào buôn bán, các bạn chỉ bán vòng vòng ở trong Việt Nam thôi. Các bạn không thoát ra bên ngoài được. Mà bán vòng vòng trong Việt Nam thì làm sao các bạn cạnh tranh nổi với công ty quốc doanh? Làm sao các bạn cạnh tranh nổi với những đại gia có những liên kết với những cán bộ đỏ để giành những cái thị trường ngon? Ví dụ như là các bạn sản xuất ra một cái tô, đúng không? Sứ, một cái tô sứ, một cái tô sành. Các bạn bán ở đâu? Trong khi ở trong siêu thị người ta bán hàng của mấy ông đại gia kia hết rồi. Vì mấy ông đại gia đó có quan hệ với các quan chức đỏ, họ sản xuất hàng loạt nhiều hơn các bạn. Họ bỏ hết tất cả các ngôi chợ. Còn hàng các bạn phải chạy cơm từng bữa, đi kiếm từng người khách. Rồi bây giờ kiếm được cái mối ở nước ngoài, gửi bán ra nước ngoài. Ở trong Việt Nam bị họ chia chác với nhau hết rồi, các bạn đâu còn cái thị trường để bán nữa. Thì các bạn muốn bán ra nước ngoài. Nhưng mà khi bán ra nước ngoài thì bây giờ nó bị chặn hết rồi. Nó bị chặn vì lý do Việt Nam là quốc gia thiếu tôn trọng nhân quyền, không cải thiện nhân quyền và có những cái hành vi đàn áp nhân quyền. Do đó họ bị giới hạn lại hết. Thì chính mặt hàng của các bạn bán cũng không được luôn. Ở trong nước các bạn cạnh tranh không nổi với những đại gia liên kết với cán bộ, cạnh tranh không nổi với những mặt hàng mà đảng cai trị bảo hộ, tức là mặt hàng quốc doanh đó. Thì các bạn lấy cái gì các bạn bán? Cuối cùng các bạn chỉ có thể làm giàu bằng cách làm ăn bất chính mà thôi. Ở Việt Nam, bạn cho tôi biết là ai làm giàu một cách chân chính, hay chỉ là những mối làm ăn bất chính mới làm giàu? Bất chính là gì? Là liên kết với lại cán bộ ở tầng cao cho đến tầng thấp để trục lợi trên những mẫu đất, để trục lợi trên những cái khu đất và để trục lợi trên những cái thông tin từ chính phủ xì ra cho họ để họ trục lợi trên thị trường chứng khoán. Đúng không? Rồi còn ai làm gì? Còn có, nếu không, các bạn không đủ khả năng có cái quen biết đó thì các bạn làm gì? Các bạn chỉ có đi buôn lậu mới giàu thôi. Tức là những mặt hàng người dân cần mà họ thầu hết rồi. Các bạn chỉ bán lén bán lậu để kiếm chút cháo ở trên cái mức đó thôi. Mà bị bắt thì mất sạch hết. Tại vì các bạn buôn lậu là vi phạm luật pháp quốc gia. Các bạn mất sạch hết. Còn những kẻ mà buôn những mặt hàng đó cũng giống như bạn nhưng nó hợp pháp hơn. Tại vì nó được cái đảng cai trị thừa nhận. Và nó có chia chác với những cán bộ nằm trong cái cơ cấu của chính quyền. Và cuối cùng thì nó ngồi phay phay nó hưởng. Các bạn phải chạy cơm từng bữa. Phải bơi từng bữa. Thậm chí là có nhiều bạn phải đi trả nợ từng tuần chứ không phải là từng ngày, từng lãi đó. Chứ không phải từng tháng nữa. Tức là lãi tính từng ngày chứ không còn tính từng tháng như ngày xưa nữa. Và cứ làm bao nhiêu thì trả tiền lãi bấy nhiêu. Không còn đủ khả năng để có thể lo chuyện khác. Không còn đủ khả năng để lo cho con cái đi ăn học. Thậm chí con cái đòi một món đồ chơi, các bạn cũng không dám mua. Các bạn cũng không dám mua là bởi vì sao? Mua rồi á, là bắt đầu là ngày mai phải tìm mọi cách để có nhiều tiền hơn để trả tiền lãi hàng tháng. Trả tiền lãi hàng ngày. Đó là cái cuộc sống mà các bạn phải đối diện. Các bạn chật vật. Chỉ vì các bạn im lặng, các bạn không quan tâm đến chính trị,
các bạn không muốn nói ra, ai muốn lật đổ chính quyền thì lật đổ, ai muốn chống chính quyền thì chống chính quyền, ai muốn làm phản động thì cứ làm phản động. Tôi chỉ kiếm cơm thôi, tôi chỉ sống qua ngày thôi, tôi chỉ lo cho vợ con của tôi thôi. Nhưng cái nỗi lo đó các bạn, nó không an toàn, tại vì nó có thể biến mất bất cứ giờ phút nào. Tại vì các bạn đang sống trong một cái xã hội thiếu an toàn, giống như tôi đã từng nói trong những cái livestream trước. Xã hội Việt Nam bây giờ còn cái gì an toàn cho các bạn đây? Thức ăn bây giờ các bạn có dám ăn hay không? Thức ăn không an toàn, môi trường sống có an toàn hay không? Và cái bầu không khí các bạn đang thở ở Sài Gòn, đó là cái bầu không khí trong sạch giống như những quốc gia khác, hay là chỗ tôi ở, hay các bạn đang hít toàn là khói và bụi Sài Gòn, Hà Nội? Môi trường không an toàn, rồi á, con cái các bạn đến trường học, các bạn cũng không biết là con cái mình đi học về có được an toàn hay không, hay có chuyện gì hay không. Nó hút ma túy, nó bị người ta đánh hội đồng, hay nó làm chuyện gì, các bạn cũng không biết luôn. Và các bạn sống trong cái nỗi bất an vô cùng. Rồi bây giờ những bạn nào mà có chút đỉnh tiền, cũng không thể nào mà gọi là sống một cách an tâm cả. Để trong ngân hàng, nó bốc hơi, ngân hàng không chịu trách nhiệm. Mà mua vàng để trong nhà thì không biết ngày nào tụi nó đói quá, nó vô nó cướp. Chỉ vì có mấy khỏi vàng hay là mấy miếng vàng thôi, nó giết cả gia đình. Các bạn đang sống trong một xã hội như vậy, chỉ vì thái độ vô cảm của các bạn. Các bạn không thể đứng lên cải thay đổi cái xã hội đó. Và các bạn chỉ mong là lo cho gia đình thôi. Những bạn khác thì nói cái xã hội này không thích hợp với tôi, tôi tìm đường tôi chạy. À, nhắc tới chuyện này, ngày hôm qua khi tôi nói về cái vấn đề mà đi Mỹ và kêu tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức đi Mỹ, thì nói thật, hôm qua tôi gần 100 cái inbox của tất cả các bạn ở trong Việt Nam inbox cho tôi và mong tôi hướng dẫn cái cách rời khỏi Việt Nam. Tôi hứa với các bạn rồi, tôi sẽ làm một cái livestream đặc biệt về cái việc này để hướng dẫn cho các bạn cái phương thức rời khỏi Việt Nam và tìm cách tới Hoa Kỳ. Tôi sẽ một ngày gần đây, tức là tuần này tôi hơi bận, nhưng mà tôi hy vọng trong tháng 4 này tôi sẽ có livestream đó để hướng dẫn cho các bạn, để cho các bạn biết là nhiều người bạn, rất là nhiều, đang có nhu cầu rời khỏi Việt Nam vì cái môi trường đó không còn an toàn cho các bạn nữa. Giống như tôi đã từng nói trong những cái livestream, cuộc sống của các bạn bây giờ chỉ còn hai lựa chọn mà thôi. Một là thay đổi cái xã hội các bạn đang sống bằng sự can đảm của các bạn. Còn hai, tìm đường rời khỏi đất nước Việt Nam. Rời khỏi càng sớm càng tốt, thì các bạn sẽ tránh được những cái hệ quả càng ngày nó càng tệ hại hơn đang diễn ra tại Việt Nam. Nhưng mà nếu muốn đi khỏi Việt Nam, cái điều kiện tiên quyết các bạn phải có là tiền. Các bạn có tiền, các bạn có đường đi. Các bạn không có tiền, các bạn không có đường đi. Mà làm sao kiếm tiền? Làm sao kiếm được tiền để đi? Đó là cái mà các bạn đang thắc mắc. Tôi sống bên ngoài Việt Nam, tôi không phải sống trong cái thị trường Việt Nam của các bạn để hiểu rõ ở Việt Nam nghề nào kiếm được tiền một cách chân chính. Tôi không nói những cái tiền mà gọi là bắt mối, bắt mánh, đi affair, liên kết với những ông quan chức đỏ để trục lợi kiếm tiền. Tôi không nói những điều này. Là kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu của mình, bằng chính giọt mồ hôi của mình. Làm sao kiếm được tiền và dùng cái đồng tiền đó để đẩy cuộc đời mình đi qua một cái chỗ khác tốt hơn, an toàn hơn. Tôi sẽ có một cái livestream về vấn đề này cho các bạn. Mong rằng các bạn ráng kiên nhẫn một chút xíu. Nhưng giống như tôi nói, các bạn chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi. Còn nếu như các bạn tiếp tục chấp nhận, tức là cuộc sống tới đâu hay tới đó, giống như tôi vẫn thường hay nói là sáng cà phê, chiều quán nhậu, tối hát karaoke, ngày mai trở lại như cũ, thì đương nhiên các bạn sẽ phải trả giá cho cái sự im lặng và cái sự vô cảm này. Vì các bạn không tiếc cuộc đời của các bạn, thì các bạn phải trả giá trong một cái môi trường bệnh hoạn, trong một cái môi trường không an toàn. Và ngày nào đó các bạn bị một cái gì đó trên đường phố, các bạn cũng không thể than thân trách phận với bất cứ ai, vì chính các bạn vô cảm với người khác. Thì khi câu chuyện xảy ra cho các bạn thì cũng không ai quan tâm đến các bạn cả. Nhất là lỡ chân té xuống đất, hay là uống rượu nhiều quá bị trúng gió, đưa vô cấp cứu trong bệnh viện, thì các bạn sẽ phải trả giá ngay. Cái giá các bạn trả là các bạn phải nằm ở ngoài chờ giường. Các bạn phải có đầy đủ phong bì để bác sĩ khám bệnh cho các bạn.
chứ nó không có cái kiểu mà giống như những xã hội khác. Lúc đó các bạn trả giá. Và nếu mà thiếu may mắn hơn, các bạn lâm trọng bệnh, hấp hối gần chết, thì các bạn sẽ còn đối diện với nhiều cái hệ quả còn khủng khiếp hơn đến gia đình các bạn nữa. Tại lúc đó không những là các bạn chịu đựng cái sự đau đớn của cơn bệnh, mà người nhà các bạn cũng phải chạy lên chạy xuống, chạy tiền khắp nơi để lo cho các bạn trong bệnh viện. Đó, tất cả những điều này là cái giá mà các bạn phải trả cho sự vô cảm ngày hôm nay. Ok các bạn, đó là cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay Phong nói chuyện với các bạn liên quan đến tại sao bắt bớ, đàn áp, kết án những người bất đồng chính kiến, Đảng Cộng sản Việt Nam cản trở sự phát triển của dân tộc. Đó là cái đề tài của Phong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đang theo dõi chương trình của Phong. Và xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng này. Trong vòng 3 phút Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai, cũng khá hấp dẫn đấy các bạn. Và cái đề tài thứ hai này sẽ liên quan tới, cũng là liên quan tới Việt Nam. Trong vòng 3 phút thôi Phong trở lại. Xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng FM 98.7 của Hải Lê Radio, trong chương trình Hiêu Sinh Nhật Ký mỗi ngày, và trên livestream của Phong, lẫn YouTube lẫn Facebook. Hội Anh Em Dân Chủ được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 2013. Trên Công ty Đông trùng Hải Lê xin giới thiệu đến quý vị bộ kem Go giúp chăm sóc làm da đẹp gồm 3 món: serum, nám và moist. Serum giúp cho săn chắc làn da, giảm nám, giảm lão hóa, giảm đôi môi, tàn nhang. Kem moist giúp cho làn da mịn màng, chống nhăn, giúp trắng da. Chế tạo bằng công nghệ tế bào gốc với phân tử nano, giúp thẩm thấu nhanh và sâu trong da. Và để giữ cho làn da đẹp và lâu dài, hãy sử dụng bộ kem Go của Công ty Hải Lê. Em xài cái bộ kem á, trời tốt quá trời luôn á. Cho bộ kia đi cho mẹ thử, tại thử cái kia hả, mặt hết bụng mình nó láng, mà nó trắng luôn á. Xài thích quá trời. Muốn biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1-800-888-9363 hoặc 832-933-8888 hoặc vào website dongtrunghailê.com. Công ty Đông trùng Hải Lê xin giới thiệu đến quý vị bộ kem Go giúp chăm sóc làm da đẹp gồm 3 món: serum, nám và moist. Serum giúp cho săn chắc làn da, giảm nám, giảm lão hóa, giảm đôi môi, tàn nhang. Kem moist giúp cho làn da mịn màng, chống nhăn, giúp trắng da. Chế tạo bằng công nghệ tế bào gốc với phân tử nano, giúp thẩm thấu nhanh và sâu trong da. Và để giữ cho làn da đẹp và lâu dài, hãy sử dụng bộ kem Go của Công ty Hải Lê. Mua bộ mini thử á, trời ơi, xài nó thích quá trời, sản phẩm tốt lắm á. Muốn biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1-800-888-9363 hoặc 832-933-8888 hoặc vào website dongtrunghailê.com. Từ ngàn năm trước, những người thổ dân trên khắp quả đất đã biết dùng bùn từ lòng đất sâu để chữa bệnh và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ngày nay, bùn khoáng đã được cải tiến để trở thành sản phẩm thẩm mỹ hữu hiệu với rất nhiều công dụng, thậm chí có thể dùng để uống hàng ngày. Theo lời bác sĩ chuyên gia về dinh dưỡng Dr. X, bùn khoáng giúp tẩy rửa những chất độc thâm nhập cơ thể con người mỗi ngày. Anh uống cái nước bùn khoáng đấy. Yeah. Cũng bắt trước tôi về tôi làm. Tôi không có uống nhiều, tôi chỉ uống một shot thôi. Rồi cái tới hồi tôi đánh răng. Hồi trước cái nấu răng của ông giống như nó bị soi mòn ấy. Mà rồi bây giờ nó hết bị đau rồi anh ơi. Muốn biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1-800-888-9363 hoặc 832-933-8888, website dongtrunghailê.com. Vâng, trở lại với chương trình Houston Nhật Ký mỗi ngày với Trần Nhật Phong trên Hải Lê Radio 98.7 FM tại Houston, Texas, và đang được phát hình trực tiếp tại Bắc California, tại San Jose, tại Dallas, đồng thời được phát hình trực tiếp ở trên livestream của Trần Nhật Phong trên Facebook và trên YouTube. Quý vị có thể vào Facebook, YouTube coi ở đài Local TV ở San Jose, ở Dallas, đồng thời có thể nghe radio tại Houston, Texas. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ có một số những cái chương trình được phát thanh qua Virginia nữa, theo lời của Hải Lê cho biết. Và bây giờ trở lại chương trình với Trần Nhật Phong trong cái đề tài ngày thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn, đề tài đầu tiên tôi đã nói về cái việc kết án những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam cản trở sự phát triển của dân tộc. Thì các bạn đã hiểu lý do tại sao tôi nói như vậy rồi. Bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Đề tài thứ hai thì nó mang tính cảm xúc nhiều hơn. Bởi vì đề tài thứ hai, tôi nhắc lại, bây giờ là tháng 4, đầu tháng 4 các bạn. Và cuối tháng 4, đó là một cái dấu mốc mà hầu như tất cả những người nào ở miền Nam Việt Nam khi nghĩ đến đều cảm thấy một sự nuối tiếc.
Khi nghĩ đến, đều cảm thấy một sự hối hận nào đó. Các bạn, chúng tôi muốn nói đến ngày 30 tháng 4. Hôm nay đầu tháng 4 rồi. Và 30 tháng 4 năm 2018, 43 năm trôi qua. Tôi muốn nhắc lại, người miền Nam đã mất những gì? Những gì người miền Bắc chưa được. Và 43 năm sau khi Cộng sản cai trị đất nước, vị trí của đất nước Việt Nam nằm ở cái xó nào trên thế giới? Các bạn, đó là đề tài thứ hai ngày hôm nay của tôi. Bây giờ mình nói về cái mất của người miền Nam đi. Năm xưa, năm trước năm 1975, giống như tôi đã từng chia sẻ với các bạn, đó là một xã hội mở rộng. Mở rộng cho tất cả mọi người có cái cơ hội đóng góp vào cái miếng đất ở miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vô. Người nào thì cũng có cái tinh thần đóng góp theo cái chuyên môn của người đó. Và chúng ta đã có một cuộc chiến với miền Bắc. Cuộc chiến đó là chúng ta chỉ bảo vệ cái lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào xuống tới miền Nam. Và chúng ta không hề có cái định xâm chiếm hay đưa người ra miền Bắc để xâm chiếm cái gì cả. Và chúng ta chỉ bảo vệ cái lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Và nhờ cái sự bảo vệ trong vòng 20 năm đó, thì cái sự phát triển của miền Nam rất nhiều. Chúng ta đã từng có một chiếc xe do người Việt Nam sáng chế, do người Việt Nam có cái thương hiệu là Đà Lạt. Chúng ta đã có hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn bản nhạc mà nó vẫn còn hát tới ngày hôm nay. Chúng ta đã có hàng chục đoàn, phải nói là hàng gần cả trăm đoàn cải lương trình diễn khắp nơi. Và những tác phẩm cải lương đó, những tác phẩm của cả Hầu Quảng đó, hay là những đoàn hát bộ vẫn còn truyền tụng tới ngày hôm nay và vẫn còn được đưa ra hát đôi khi ngày hôm nay. Và chúng ta đã có một cái thể chế tốt, tất cả mọi người đều có quyền tham dự vào cái cơ chế chính quyền. Đó là một cái xã hội nhiều đảng phái tham dự. Một cái xã hội mà ai cũng có cơ hội giống như ai. Ai cũng có cơ hội để ra tranh cử. Ai cũng có cơ hội để lập đảng cả. Một xã hội mà người dân có một cái nền giáo dục tốt nhất thời bây giờ. Cái nền giáo dục mà nó đưa đến những con người ngày hôm nay đã đào tạo con cái của họ thành công ở xứ người. Những tiền bối của tôi, thế hệ của thân phụ tôi, họ được đào tạo bởi hai nền giáo dục. Nền giáo dục của người Pháp và sau này là nền giáo dục được ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ. Nhờ hai nền giáo dục này cộng với cái nền giáo dục cổ truyền của ông bà tổ tiên để lại, mà những con người đó, những tiền bối đó ngày hôm nay đã an nhàn ở xứ Mỹ, đã thảnh thơi nhìn thấy con cái thành đạt nơi xứ năng người, và người nào người nấy có cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc nhưng mà trong cái nỗi đau là ai cũng nghĩ về cái đất nước, cái quê hương gốc của mình. Họ nghĩ về đó nhưng họ lại chua xót. Họ có một đời sống tốt đẹp nhưng mà họ lại nối tiếc cái đời sống của trước năm 1975. Và họ cảm thấy buồn cho dân tộc Việt Nam ngày hôm nay đã không có cơ hội được sống những cái giây phút đó, 20 năm ngắn ngủi đó. Nó là 20 năm ngắn ngủi, nhưng nó để lại dấu ấn rất sâu đậm đối với tất cả những người đã trưởng thành trong cái khoảng thời gian này, đã sinh ra trong khoảng thời gian này. Nó là khoảng thời gian rất đẹp đối với họ. Và đó là niềm tiếc nuối, đó là sự hối tiếc của người miền Nam. Những gì họ muốn, những gì họ đã có trong 20 năm, giờ đây đã mất hết rồi. Ở Việt Nam đã mất hết rồi. Họ chỉ giữ được một phần nào ở cái xứ mà tôi đang ở, hay những quốc gia khác nơi có đông đảo người Việt sinh sống. Họ giữ lại một phần cái văn hóa, một phần cái phong tục, một phần cái phong cách sống của Sài Gòn ngày xưa. Còn tại Việt Nam, tại từ cái vĩ tuyến 17 trở vô, dân người miền Nam đã mất tất cả. Đầu tiên, họ mất đi cái bản sắc của người miền Nam. Thứ hai, họ mất đi tài sản cho những người nói giọng Bắc từ ngoài Bắc vào. Và thứ ba, bây giờ, với cái sự xâm lấn văn hóa của miền Bắc đưa vào miền Nam trong suốt 40 mấy năm nay, nó đã đưa ra một cái màu văn hóa khác. Nó đánh mất luôn cái bản sắc của người miền Nam. Và nó đánh mất luôn cái nhân cách của người miền Nam. Một cái nhân cách rất đẹp và rất dân bản, rất cầu an. Nhưng chính cái chữ cầu an đó là nét sống rất nhân bản. Và họ bây giờ phải lao vào cuộc sống, phải tranh giành
phải đạp lên đầu nhau để sống, đúng ngay cái văn hóa ở ngoài Bắc lúc nào cũng tranh đấu. Và họ mất, miền Nam đã mất hết, mất sạch hết những cái văn hóa cũ tốt đẹp của miền Nam ngày xưa, kể từ năm 1975 và kéo dài suốt 43 năm nay. Đó là những gì mà người miền Nam đã mất các bạn. Còn người miền Bắc, người miền Bắc có những gì mà họ chưa được các bạn. Bây giờ ở cái xã hội mở rộng, họ nhờ vào những cái tế thần, họ nhờ vào những cái liên hệ với những kẻ ở trong chính quyền. Một số người ở ngoài Bắc kiếm được tiền, họ kiếm được rất là nhiều tiền hơn cả những người ở bên Mỹ nữa, nhiều hơn rất nhiều lần nữa. Nhưng mà họ có cái gì mà họ chưa được đây các bạn? Đúng, bây giờ họ có tiền để họ mua những cái bóp Chanel, những cái bóp Gucci, những cái bóp hiệu, nhiều hiệu mới lắm, nhiều hiệu nổi tiếng lắm, đúng không? Và họ có tiền, họ đi những chiếc xe rất đẹp, từ những chiếc Lexus, từ những chiếc Mercedes, thậm chí họ còn sắm cả Rolls Royce, cả Lamborghini, những chiếc xe mà ở ngoài này chúng tôi còn chưa dám nghĩ tới. Họ có tiền, họ sắm được những chiếc đó, đúng không các bạn? Và họ cũng có tiền để có thể xây những cái ngôi nhà được xem là biệt phủ, rất đẹp, nhìn rất là lớn, rất là vĩ đại, có không các bạn? Có. Họ có tiền để họ làm những điều đó. Nhưng mà cái gì họ chưa được và họ đánh mất đây các bạn? Cái họ chưa được chính là cái nét sống phóng khoáng của người miền Nam, của người Việt Nam. Cái nét sống và cái phong cách sống của người miền Nam, cái phong thái sống được sự kính trọng của cộng đồng lân bang, họ chưa bao giờ được. Những người miền Bắc chưa bao giờ được. Họ chỉ là những kẻ họ trưởng giả học làm sang. Bây giờ có chút tiền thì khoe đồ hiệu. Nhưng mà mặc cái bộ đồ hiệu vô thì bộ đồ đi theo bộ đồ, con người đi theo con người. Nó không, họ, nó hoàn toàn không phù hợp. Nó hoàn toàn không có cái gọi là cái match. Rồi khi mặc bộ đồ đẹp vào, nói năng thì như thế nào các bạn? Nó có phù hợp với bộ đồ của họ mặc hay không? Không hề. Khi mà các bạn thấy ô, cổ đi một cái chiếc xe rất là đẹp, đúng không? Có một cái dáng dấp rất là đẹp, mặc bộ đồ hiệu mấy chục ngàn đô la. Nhưng mở miệng ra thì các bạn thấy thế nào? Cái họ chưa được là cái văn hóa ứng xử và cái văn hóa nhân bản mà người miền Nam vốn đã có từ lâu. Những cái này họ chưa được các bạn. Những cái này họ chưa được. Chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Rồi cách ứng xử khi ra thế giới bên ngoài như thế nào các bạn? Ở thế giới bên ngoài người ta cho nhiều hơn nhận. Người miền Nam cũng vậy. Ngày xưa các bạn nhớ là ở Sài Gòn, ở những cái tỉnh miền Tây, khi các bạn đi tới một cái đầu thôn, một cái đầu ngõ, luôn luôn có những cái lu nước để dành cho những người khách lữ hành, mà họ khát nước thì họ có những cái gáo nước họ muốn họ uống. Đó là cái văn hóa tốt đẹp của người miền Nam, tức là mà thể hiện một cái văn hóa cho đi. Còn những người miền Bắc, họ có thể có rất là nhiều tiền, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi xin, chứ họ không hề cho các bạn. Những cái đó họ chưa bao giờ được hết. Họ chưa bao giờ có được cái hạnh phúc của một người cho đi, mà họ chỉ là những kẻ đi nhận. Mặc dù có rất nhiều tiền nhưng mà vẫn tiếp tục nhận. Đó là cái tham lam và cái ích kỷ. Như tôi đã từng nói trong những cái livestream trước, họ chưa bao giờ cho. Các bạn thấy họ cho bao giờ chưa? Họ chỉ đi xin, họ chỉ đi dành, chứ họ chưa bao giờ cho cả. Và họ chưa hiểu được cái hạnh phúc của cái việc cho đi nó như thế nào. Những điều này họ chưa bao giờ được. Mặc dù họ nắm quyền cai trị cả dân sơ, mặc dù họ có rất nhiều tiền để có thể mua được tất cả những cái đồ hiệu nổi tiếng, có thể mua được những chiếc xe đẹp, thậm chí có thể mua được những cái mảnh bằng nữa, nhưng mà cuối cùng họ vẫn là những kẻ mang tiếng ăn xin. Họ chưa thể hiện được phong cách của một đại gia thật sự, phong cách của những người biết cho đi. Bởi vì họ có trái tim rất eo hẹp, nó không mở rộng như người miền Nam. 43 năm qua họ cai trị cả miền Nam, nhưng họ không học được cái nét tốt đẹp của người miền Nam, là cái văn hóa nhân bản và một trái tim mở lớn. Trái tim của họ rất nhỏ hẹp. Họ chỉ biết nhận, họ chỉ biết dành, họ chỉ biết giật, họ chỉ biết cho. Đó là những gì mà tôi nói rằng người miền Bắc chưa bao giờ có.
43 năm dưới sự cai trị của nền giáo dục Cộng sản Việt Nam. Những điều đó nó đến từ giáo dục đó các bạn. Từ giáo dục trong gia đình, từ giáo dục ở học trường. Họ chưa được học cho. Họ chỉ học cách đi xin, đi giật và những cái không lỗi. Chính vì vậy, cho dù bây giờ các bạn nhìn thấy họ mặc đồ đẹp, trong mắt các bạn có nể trọng hay không? Hay khi họ mở miệng ra các bạn cười, các bạn nói rằng nó may mắn hơn mình, nó có tiền thôi, nhưng nó chả biết cách sống. Đó là câu nói của các bạn đối với những thành phần ở ngoài Bắc đang sống một cách sung sướng trong nhung lụa. Đúng không các bạn? Đó là những gì mà tôi chia sẻ với các bạn, cái được và cái mất của đất nước Việt Nam sau 43 năm Cộng sản dùng súng đạn để mà thống lãnh cái quyền cai trị Giang Sơn. 43 năm. Tính luôn cả miền Nam. Nhưng mà nếu tính ngoài Bắc thì họ hơn 70 năm họ sống với chế độ đó rồi. Nhưng các bạn, họ được cái gì? Họ không được cái gì hết. Thậm chí cầm cái passport Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước ra bên ngoài, họ còn bị khi dễ hơn nữa. Mặc dù trên người họ toàn là những cái đồ đắt tiền hơn cả những người security, những người mà đứng ở phi trường của những quốc gia lân bang. Những người đó họ chỉ mặc bộ đồ rất là nghèo, nghèo hơn những kẻ ngoài Bắc nữa. Nhưng mà họ nhìn với ánh mắt rất khinh miệt. Bởi vì nói năng á thì không giữ mồm giữ miệng. Nói năng ra người ta thấy vô duyên. Rồi thứ hai, mở miệng ra là cứ giành giật. Chính vì cái văn hóa này làm cho họ bị khi dễ. Mà cái này á, tiền bao nhiêu mua cũng không nổi đó các bạn. Đó là cái phong cách sống, cái phong thái sống. Và cái đó chỉ có miền Nam mới có. Dân Bắc, dân miền Bắc trong suốt 70 năm qua không hề có và chưa hề có. Những cảm giác đó họ chưa hề được. Và họ chưa học được cái hạnh phúc khi cho đi như thế nào. Họ chỉ biết giật, giành và thủ lợi về mình mà thôi. Do đó, 43 năm, chúng tôi, những người miền Nam, có cái nỗi buồn là chúng tôi mất rất nhiều. Nhưng trong cái mất đó, chúng tôi còn cái hạnh phúc là cái bản sắc của người miền Nam. Dù ra tới hải ngoại, chúng tôi vẫn còn giữ được cái bản sắc đó. Chúng tôi vẫn biết cho nhiều hơn là nhận. Đó là bản sắc của người miền Nam. Và chính cái bản sắc này, nó làm cho người Việt Nam tự hào hơn. Còn cái văn hóa đi giành giật, đi xin thì không thể nào tự hào được các bạn. Và bây giờ, lúc nãy tôi đã nói rồi, người miền Nam mất cái gì, người Bắc còn cái gì chưa được. Và đất nước Việt Nam bây giờ nằm ở góc nào trong mặt bằng quốc tế đây các bạn? Với những gì tôi chia sẻ ngày hôm nay, từ nãy giờ tôi chia sẻ với các bạn đã nhìn thấy được cái góc đứng của cái dãy non sông có hai chữ Việt Nam, nó đứng ở cái góc nào ở cộng đồng quốc tế? Các bạn nhìn đi, bây giờ tôi không nói tới những cái bế tắc kinh tế, cái bế tắc về giáo dục, cái bế tắc về xã hội của họ. Chỉ cần thấy con người họ bước ra khỏi cái thế giới của Việt Nam, bước vào cái thế giới bên ngoài thôi, thì các bạn đã nhìn thấy họ đứng ở góc nào và các bạn đứng ở góc nào ở trong cái cộng đồng quốc tế. Người ta tuốt ở trên trời, còn mình tuốt ở dưới thang lần. Tại sao? Tại vì đi ăn xin đó. Suốt ngày đi xin đó. Đi xin tới mức mà người ta còn chửi thẳng vào mặt, mà vẫn tiếp tục đi xin. Mà phải như xin về, rồi lo cho dân tộc, lo cho mọi người. Thì điều đó mình cũng còn thấy nó có một chút gì đó an ủi, phải không các bạn? Nhưng mà khi xin về rồi thì chia chác nhau hết. Chia chác với nhau hết. Do đó người ta đâu có cho nữa. Người ta đâu có cho nữa đâu các bạn. Cuối cùng các bạn nhìn thấy cái xã hội Việt Nam mà các bạn đang sống là xã hội gì? Chỉ biết đi giành giật. Chỉ biết đạp nhau mà sống. Chỉ biết đè nhau để mà vươn lên. Nó không có thể hiện một cái xã hội nhân bản. Một cái xã hội mà con người hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn nhìn thấy đó. Mỗi khi mà ở Hoa Kỳ chúng tôi xảy ra lũ lụt, động đất, các bạn nhìn thấy được những cái con người với con người nó như thế nào. Họ đâu phải là những người có tiền bạc đâu các bạn.
họ cũng là những người dân bình thường phải đi làm. Nhưng mà họ sẵn sàng vì người khác mà hy sinh luôn mạng của mình. Đó là nguyên tắc sống của người Hoa Kỳ. Và tại sao đất nước Hoa Kỳ đứng đầu thế giới? Bởi vì cái nguyên tắc của những người sống ở mảnh đất này là chúng tôi hy sinh sinh mạng của chúng tôi để bảo vệ giá trị sống của người khác. Đó là nguyên tắc của đất nước Hoa Kỳ. Và nhờ cái nguyên tắc này, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới. Và chúng tôi may mắn ở sinh sống ở trong cái đất nước này. Chúng tôi học theo cái văn hóa của đất nước này. Còn các bạn sống với kẻ cai trị, đảng Cộng sản, thì thế nào các bạn? Cũng đúng đó. Các bạn đang hy sinh giá trị sống của các bạn để làm giàu cho những kẻ cai trị. Để làm giàu cho những kẻ cai trị. Nó khác xa với lại cái cuộc sống của chúng tôi lắm. Suốt 43 năm qua, Việt Nam đứng ở góc nào trên cộng đồng quốc tế các bạn? Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những cái passport được xem là bết bát nhất thế giới. Trình độ chuyên môn của những người tốt nghiệp trường đại học ở Việt Nam bước ra thế giới bên ngoài thuộc hàng thấp nhất thế giới. Rồi Việt Nam chưa hề đóng góp gì cho mặt bằng của nhân loại. Đó là kết quả của sau 43 năm đảng Cộng sản cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam. Các bạn thấy những điều này, các bạn thấy hãnh diện hay là nhục nhã đây các bạn? Tôi thấy tôi là con dân của Hoa Kỳ bây giờ. Tôi có cái gốc là người Việt Nam. Tôi nhìn thấy tôi còn hổ thẹn. Mặc dù bây giờ nếu mà đi ra khỏi Việt Nam, tôi cầm đi ra khỏi Hoa Kỳ, tôi cầm cái passport là công dân Hoa Kỳ. Tôi được đối xử rất khác biệt so với các bạn. Tôi đã từng kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi đã chia sẻ khi công dân Hoa Kỳ đi tới bất cứ một quốc gia nào. Họ được công dân, họ được chính phủ của họ bảo vệ tới tận răng. Tôi gặp một trở ngại ở bất cứ một quốc gia nào, chỉ một cú điện thoại. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, giới chức lãnh sự Hoa Kỳ hay là giới chức của Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã có mặt tại chỗ để giúp đỡ cho tôi. Đó là giá trị mà đất nước này mang lại cho tôi. Tại vì tôi là công dân của Hoa Kỳ. Và cái chỗ đứng của tôi là công dân của một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Còn các bạn đang sống trong một cái quốc gia nào, đi tới đâu bị khinh bỉ tới đó. Đó, tôi đã từng nói rất là nhiều lần trong những cái live stream. Các bạn qua bên phi trường Bangkok ở Thái Lan, các bạn đã nhìn thấy cái bảng tiếng Việt nói như thế nào. Các bạn qua phi trường Seoul ở Hàn Quốc, các bạn nhìn cái bảng tiếng Việt nói như thế nào. Các bạn tới phi trường Taipei, tức là phi trường Đài Bắc. Các bạn tới phi trường Tokyo ở Nhật Bản, các bạn gặp những cái chữ tiếng Việt nó miệt thị công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào. Đủ thấy rằng cái chỗ đứng của các bạn, chỗ đứng của những công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó nằm ở chỗ nào trên thế giới rồi các bạn? Nó nằm tận đáy bùn. Nó không ngóc đầu lên nổi. Đi đâu cũng bị người ta khinh khi. Đi đâu cũng bị người ta có cái cặp mắt miệt thị. Cái đó nó là cái kết quả của cái gì vậy các bạn? Nó là kết quả của sự cai trị và nền giáo dục Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự cai trị của đảng Cộng sản đấy. 43 năm rồi. 43 năm các bạn đã nhìn thấy cái giá trị mà các bạn đang có bây giờ là cái gì? Nó là con số 0 trên cộng đồng quốc tế. Rồi các bạn cứ nghe họ tuyên truyền Việt Nam sẽ sánh vai cùng năm châu bốn biển. Các bạn chờ đợi 1.000 năm nữa cũng không có đâu. Với cái nền giáo dục như vậy, với những cái cơ chế cai trị như vậy mà các bạn đòi sánh vai với năm châu bốn biển thì các bạn đang nằm mơ. Nói theo ngôn ngữ của Việt Nam mà các bạn đang tôi đang dùng đó là các bạn đang tự sướng. Không có. Ở đây chúng tôi có đầy đủ tất cả những cái phương tiện và chúng tôi làm việc, chúng tôi sống và chúng tôi có thể hưởng thụ tất cả những cái gì an toàn nhất trên thế giới. Đồ ăn các bạn bây giờ thiếu an toàn đúng không? Bây giờ các bạn ở Việt Nam nhậu vui hơn hay ở Mỹ nhậu vui hơn nè? Bia ở Việt Nam rẻ hơn hay bia ở Mỹ rẻ hơn? Chỗ nào an toàn hơn này các bạn?
Tôi nói với các bạn là ở bên Mỹ an toàn hơn, ngon hơn, rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều. Đồ ăn chúng tôi là có những cái cơ quan kiểm soát đàng hoàng, không có bậy bạ giống như Việt Nam. Không có bị nhập cản những cái thực phẩm tầm bậy tầm bạ vào đó. Chúng tôi có những cái thực phẩm, những con ốc sên, những con ốc móng tay, ăn rất là ngon và rất là sạch sẽ so với những con ốc các bạn ăn trong Việt Nam. Chúng tôi có những con cua Canada bự chắc thịt, ngon, là an toàn. Còn hơn các bạn đi ăn những con ghẹ, khui ra một cái á, không thấy thịt đâu hết, toàn là xương không à, xương với vỏ không à. Đúng không các bạn? Đó là giá trị thật sự đó. Và những cái gì? Những cái nước mắm mà ngon nhất thế giới á, nó nằm ngay trong khu vực tôi đang sống đây. Có hàng trăm hiệu để chúng tôi lựa. Và rất an toàn. Còn các bạn, chưa chắc. Các bạn chỉ uống, ăn cái nước mắm được sản xuất nội địa và thiếu an toàn, thiếu nhiều thứ lắm. Và chưa chắc được ngon đâu, tại đồ ngon xuất cảng qua bên đây cho chúng tôi mà. Mặc dù rất là giới hạn, nhưng ít nhất đồ ngon nhất là chúng tôi hưởng rồi. Các bạn chưa được hưởng. Đó là cái giá trị các bạn đang nhận sau 43 năm Cộng sản cai trị đó. Rồi bây giờ giống như tôi đã từng nói trong một vài cái livestream trước, các bạn tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và một người tốt nghiệp tại Đại học Hồng Kông đi xin việc làm, người ta nhận Đại học Hồng Kông hay người ta nhận Đại học Bách Khoa Hà Nội vậy? Tôi chưa nói tốt nghiệp bên Mỹ nha. Tôi chỉ nói một cái xứ sở bên Việt Nam, ở gần Việt Nam thôi. Đủ thấy rằng cái giá trị của các bạn nằm ở mức độ nào. Cái giá trị con người Việt Nam nằm ở chỗ nào trên cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật. Các bạn không thể chối bỏ điều này. Mà cái nguồn gốc ở đâu để dẫn đến điều này? Đừng đổ thừa chiến tranh. Chiến tranh kết thúc 43 năm rồi. 43 năm, 2-3 thế hệ đi ra rồi. Chứ đừng đổ thừa chiến tranh nữa. Đổ thừa cái gì? Đổ thừa những thế lực thù địch Việt Nam à. Các bạn nghe cái này các bạn có thấy tức cười không? Bây giờ ai là thế lực thù địch của Việt Nam đây? Cụ thể là nước nào? Không hề có. Bản chất thật sự của vấn đề là những kẻ cai trị, những kẻ bất tài vô tướng, không có trình độ, không có bản lãnh, không có đầu óc, không có tầm nhìn và không có cả trái tim. Chính những điều này nó đã đưa dân tộc Việt Nam đến cái tình hình ngày hôm nay đó các bạn. Chính những điều này nó đã khiến cho con dân Việt Nam bị khinh miệt ở khắp nơi đó các bạn. Chứ không phải là do bối cảnh chiến tranh, là do đặc thù văn hóa, là do tánh người Việt Nam như vậy đâu. Các bạn nhìn cái hình ảnh Việt Nam trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam, nó có hình ảnh đó hay không? Không hề có. Nó không phải đặc thù của người Việt Nam, mà bản chất là kẻ cai trị với cái nền giáo dục bệ rạc của họ đã dẫn đến cái cục thế ngày hôm nay, đã dẫn đến tình hình Việt Nam tan nát ngày hôm nay, dẫn đến cái tình hình gọi là người Việt Nam không còn nhân cách nữa. Đó là sự thật. Tin hay không tùy các bạn. Tôi đứng từ bên ngoài tôi nhìn vào và tôi nhìn rõ từng cái một. Các bạn đừng có nghe chính phủ tự sướng rằng là Việt Nam là nơi đáng sống nhất thế giới. Các bạn đang tự sướng mà các bạn đang còng lưng trả nợ, chạy cơm từng bữa. Kẻ đáng sống nhất thế giới chính là những kẻ đang cai trị các bạn đó. Tại vì họ trục lợi trên xương máu của các bạn, họ hút máu của các bạn, họ hút hết tài sản của quốc gia, họ bán ra nước ngoài và họ chạy ra nước ngoài sinh sống. Còn các bạn ở lại tiếp tục làm con dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục phải hô Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Bác Hồ vĩ đại. Các bạn phải thuộc lòng những câu này. Còn những kẻ mang thẻ đảng không hề nói. Những kẻ mang thẻ đảng vẫn là nước Mỹ quang vinh. Tại vì tài sản họ chạy qua đây hết rồi. Đó là thật sự. Những gì mà tôi đang nói với các bạn ngày hôm nay, tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, đó là những thực tế đang xảy ra tại Việt Nam, đang xảy ra tại Hoa Kỳ nơi tôi đang sinh sống, và đang là cái thực trạng, cái chỗ đứng của Việt Nam ở chỗ nào trên cộng đồng quốc tế sau 43 năm Cộng sản thống nhất quốc gia bằng vũ lực, bằng bạo lực. Người ta nói kẻ dốt vẫn là kẻ dốt, khỉ vẫn hoàng cốt khỉ.
bản chất như thế nào thì nó vẫn là như vậy, vĩnh viễn không thay đổi được. Bản chất của Cộng sản là như vậy. Bây giờ có đi thêm 100 năm nữa, 1000 năm nữa thì bản chất Cộng sản vẫn không gì thay đổi, cuộc sống các bạn cũng không có gì thay đổi cả. Vĩnh viễn chỉ nằm ở dưới cái đáy bùn và không thể nào ngói lên được đáy bùn, chứ đừng nói là các bạn được phép đi giày ở trên cầu. Các bạn, đó là thực trạng sau 43 năm, nhân dịp tháng 4 năm 2018, nhìn lại toàn bộ đất nước Việt Nam trong 40 năm qua, các bạn đứng ở chỗ nào, đất nước Việt Nam đứng ở chỗ nào, người miền Nam đã mất cái gì, những kẻ ngoài Bắc có gì chưa được. Đó là đề tài ngày hôm nay của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã theo dõi cái livestream này, và mong rằng những thông tin, những chia sẻ, quan điểm của tôi, ý kiến của tôi có thể giúp các bạn có thêm một cái nhìn khác. Và giống như tôi thường nói là so sánh, đối chiếu, phân tích và định hướng cuộc đời của mình, định hướng cái xã hội mình đang sống là như thế nào. Đó là cái mục đích tôi làm livestream mỗi ngày với các bạn. Mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cũng tối ngày mai trên làn sóng này 98.7 FM của Hải Lê Radio và trên livestream của Trần Nhật Phong. Cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ gặp lại sau.